Nhìn cái mẫu bàn tay này thì nó nói là tuổi thơ của chị vô cùng vất vả. Vợ chồng lấy nhau tay trắng. Chả có gì trong bàn tay cả. Lấy nhau bằng tay trắng. Không có một cái gì nữa. Tay trắng. Vất vả vô cùng. Nhưng mà về hậu vận cuối đời cũng có nhà cửa đất đai. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian hiện tại đây, năm nay chưa ăn thua đâu, năm tới lại còn đen nữa. Năm tới sẽ bao nhiêu cái tai họa, bao nhiêu cái khó khăn nó sẽ đổ ập lên đầu chị nữa. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Nói chung là nhìn cái mẫu bàn tay này và nhìn cái ngày tháng năm sinh của chị là em thấy là số chị không tụ được tài, không giữ được tiền. Chị làm căn nhà nên thì nó hơi nặng. Gặp cái lúc mà nó lại khó khăn nữa, làm ăn nó lại khó khăn nữa. Vì thế nó kéo kinh tế của chị xuống rất là nhiều. Chị đã xem mấy cái video của em chưa? Em xem cho người ta đấy. Những người nào mà vừa làm nhà xong đấy, họ đen lắm. Chị để ý mấy cái người mà xung quanh chỗ chị đấy, làm nhà xong nó đen, vô cùng đen luôn. Nhiều người phá sản vì làm nhà luôn. Bởi vì làm nhà không đúng năm. Chị làm nhà, cất nhà năm bao nhiêu? Mình làm nhà năm 2017. 2017. À, năm nay chồng chị 39 tuổi đúng không? 2019 sẽ là 38. 2018 sẽ là 37. 2017 sẽ là 36 tuổi. Đúng không? 1 2 3 4 5 3 6 1 2 3 4 5 3 6 1 2 3 4 5 3 6. Chồng chị xây nhà, cất nhà vào năm 36 tuổi, không phạm kim lâu, nhưng phạm vào chữ đó là tam địa sát. Phạm vào tam địa sát là tức là sao? Thì xây nhà xong kinh tế nó sẽ kém đi, làm ăn nó sẽ lụi bại đi. Từ khi xây nhà xong là làm chả thấy dư, cứ làm được đồng nào tiền ra hết đồng đó. Lúc trước kia chị chưa xây nhà thì làm còn có tiền, giữ được tiền. Chứ xây nhà xong thì nó là gánh nặng rất nhiều. Và cái vận đen này còn kéo dài theo. Chị thấy vậy có đúng không? Đúng rồi. Ừ, rất là đúng luôn. Bởi vì xây nhà phạm tam địa sát. Lúc trước mà đi xây nhà mà không hỏi thầy à? Ừ. Có, mình có mời thầy phong thủy về mà. Thế sao thầy không biết tính nhỉ? Lạ nhỉ? Ừ. Thầy này nổi tiếng ở Bắc Giang nhà mình đấy. Chả biết nổi tiếng kiểu gì. Mà thỉnh thầy về xong, thầy cho ngày giờ rồi làm các kiểu. Mà sao thân chủ làm ăn vẫn lụi bại? Vậy là sao? Chắc là mình nghĩ là làm nhà thì mọi người, các cụ thường bảo là làm nhà 3 năm thì rất là đen đấy. Nhưng bây giờ chưa phải là 3 năm nữa, mà sang năm thứ 4 rồi mà vẫn cứ đen. Đúng không? Đúng. Năm 36 này, 37 này, 38 này, 39 rồi, 4 năm rồi. Mà cái tình trạng đen này em thấy vẫn còn kéo dài nữa. Chưa hết đâu. Chưa hết đâu. Chị phải vay đầu trước này, vay đầu sau này, đập hết đầu nọ đầu kia, nói chung là phải vay. Vốn có phải của mình đâu, vốn mình toàn đi vay hết à? Rồi làm lại không thấy dư nữa, mình làm được cái đồng lời đồng lãi bao nhiêu là ra hết. Ấy, ở đồng lời bao nhiêu là trả tiền lãi hết, rồi xoay đầu nọ xoay đầu kia không giữ được. Có khi vợ chồng chị phải bán nhà hoặc bán một cái phần tài sản nào đi để mà trả nợ đấy. Cứ theo cái đà này không sớm muộn thôi, 1-2 năm nữa thôi, phải bán nhà hoặc bán một cái phần tài sản đi để mà trả nợ. Chứ mà giữ theo tình trạng này không thể trụ nổi. Vậy là có cách gì để mình giải cái này đi không? Hay là có cách gì để cái này có thể làm lễ di cung hoán số hóa giải. Rồi em sẽ cầu lộc làm ăn cho chị luôn. Bởi vì cũng do một phần là chị sinh năm 1985, chồng chị sinh năm 1982, chị tuổi Sửu, chồng chị tuổi Tuất. Thìn Tuất Sửu Mùi nó phạm vào tứ xung. Bởi vì hai cái tuổi nó phạm vào tứ xung, vì thế nó cũng khiến cho vợ chồng khắc một phần nữa. Vì thế cái này phải làm lễ hóa giải đi, hóa giải cái tứ hành xung của vợ chồng chị trước. Rồi em sẽ thỉnh lộc làm ăn cho để công việc làm ăn của chị tốt hơn, thuận lợi hơn. Chắc chị đã theo dõi nhiều video của em rồi. Em thỉnh phép làm ăn cho người ta đấy, em hóa giải cho người ta đấy. Chị có thể theo dõi cái video hôm qua em vừa đăng đấy, trưa hôm qua đấy. Em có giúp đỡ cho anh này trong cái mùa dịch Covid này. Họ có 3-4 căn nhà nhưng mà họ chả thuê được. Họ chả cho ai thuê được. Và mỗi căn nhà thì mỗi tháng cho thuê mấy chục triệu. Mà 3-4 căn thì là sao? Một tháng sẽ mất cả 100 triệu nếu mà không cho thuê được. Em vừa thỉnh phép cho tháng trước, trong vòng 15 ngày xong là họ đã cho thuê được tất cả các căn nhà luôn.
mình có hỏi một chút là về di cung hoán số này, trả lợ tào quan này, thì mình cũng có làm ở chùa rồi. Nên nói cho chị biết, di cung hoán số và trả nợ tào quan, cái đó là thuộc bên hàng tứ phủ nhé. Chứ mà bên Phật đâu cho cúng cái di cung hoán số, trả nợ tào quan, đúng không? Bên Phật thì rất là Phật dạy là bài trừ mấy cái trò bói toán, cũng như là mấy cái trò gọi là cải số hay là cái gì gì đó. Còn chị làm ở đó thì không phải là đúng pháp rồi. Di cung hoán số chỉ có làm bên tứ phủ. Chả biết chị làm di cung hoán số ở chỗ nào, vị trí nào, nhưng mà em thấy vẫn chưa được. Tại sao di cung hoán số rồi mà trả nợ tào quan rồi mà sao làm ăn vẫn đụi bại, đúng không? Tại là vậy, nếu gửi thông tin bên sang bên là em có thể là giải hóa cho chị đúng không? Được, em có thể giúp, đúng không? Chị hãy đánh trong đầu một cái câu hỏi là như này: tại sao làm lễ di cung hoán số rồi, trả nợ tào quan rồi mà sao vợ chồng làm ăn vẫn cứ lục đục, không ăn thua, làm vẫn không giữ được tiền? Vậy cái lễ đó của chị thì có ích gì đâu, đúng không? Không có tác dụng gì cả, chỉ có phí tiền thôi. Bởi vì chị làm không đúng nơi đúng chỗ. Vậy xem cho mình chồng mình ấy, thì như là chồng mình là mùng 5 tháng 4 thì tháng 2. Mùng 5 tháng 4 âm hay dương đấy? Âm. Tuất tháng 4. Năm nay 39 tuổi, vận niên sẽ là sao thủy diệu, số ông này đi làm xa mới tốt thôi, chứ quanh quẩn ở quê nhà làm trung bình. Chỉ có đi làm xa mới tốt thôi, quanh quẩn quê nhà làm thì trung bình, không ăn thua. Thế thôi, còn gì nữa? Cung mệnh năm nay có chữ tang môn, tang môn chiếu, đó là sao bên đằng nội, bên đằng chồng nhà chị có cái tang. Bên đằng chồng nhà chị. Bên đằng chồng nhà chị có cái tang, tang rất gần nhé. Tức là gần chứ không phải trong gia đình nhà mình. Đúng rồi, gần thôi chứ không phải trong gia đình đâu nhé. Còn năm nay vướng cái hạn tang môn cũng chủ về làm ăn cũng đụi bại, cũng đi xuống luôn. Còn chị 36 tuổi luôn, vướng cái sao gọi là thủy diệu chủ về sầu bi và nước mắt. Sầu bi là sao? Lo lắng suốt ngày, lo về đồng tiền tâm bạc đấy. Và có hạn toán tận là chủ về hao tài nữa. Nói chung là năm nay công việc làm ăn chị kém này, tiền bạc tiêu hao không giữ được này, và cái sức khỏe của chị năm nay cũng đi xuống rất nhiều nữa, đúng không? Sức khỏe thì đầu năm thì đi cũng có vẻ đấy, nhưng mà bây giờ là cũng cải thiện rất nhiều. Đấy, thì ngay đầu năm đấy, sức khỏe đã tiêu hao từ ngay đầu năm rồi đấy. Mình hỏi cho con trai sinh năm 6 tháng 7 năm 2010. Âm bây giờ? Âm. Dần tháng 7. Đứa này cẩn thận có số tai nạn nhé. Cho cháu leo trèo, đi đứng đi lại cẩn thận. Cung bệnh của cháu rơi vào sự tai sát, cẩn thận tai nạn, té ngã hoặc lúc nhỏ vô cùng khó nuôi nhé. À đúng rồi, lúc nhỏ thì khó nuôi thật đấy. Vô cùng khó nuôi bởi vì nó rơi vào cái chữ tai sát mà. Và cung bệnh của cháu rơi vào chữ đại bại nữa. Sau này cuộc đời sẽ tràn ngập đầy những thất bại luôn. Công thành, công không thành, danh không toại. Cuộc đời đứa này số vất vả. Tức là nếu giờ sinh ấy thì là sinh vào 8 giờ 15 phút ấy, chỉ có kéo lại thì 8 giờ 15 phút vào tháng 7, sáng à? Tối. Nó sẽ vào giờ Dậu. Người nào mà sinh vào giờ Dậu sẽ là người không bao giờ ngồi yên một chỗ, thích đi chỗ này chỗ kia leo trèo, rồi nói chung là ít khi thích ngồi yên một chỗ lắm. Nói chung là số này sinh vào khi giờ Dậu thì em thấy là cũng trung bình thôi, cũng không thể gỡ lại được nhé. Không thể gỡ lại được. Số này nó còn kỵ sông nước nữa này. Đi tắm đi bơi phải cẩn thận, kỵ sông nước. Lúc nhỏ nó hay khóc đêm nữa này. Đúng rồi đấy. Thấy chưa? Và số nó sau này cũng vô cùng là gặp nhiều điều thất bại. Cái này cũng phải làm lễ di cung hóa số, hóa giải cái số đại bại cho nó nhé. Hóa giải cái chữ tai sát trong cung mệnh nữa. Cô khai khóc đêm này, khó nuôi này, lớn lên thì dễ gặp tai nạn này. Và công danh của nó thì sẽ gặp nhiều trắc trở.
đa phần là những cái thất bại này đến thất bại kia. Trong lá số tử vi thấy sao thì em nói vậy thôi, không có thêm bớt, cũng không phải là nói để cho chị lo cả, bởi vì em chỉ nói sự thật thôi để cho chị biết trước mặt anh. Đúng rồi, thằng này là lúc bé là khó nuôi này, hay khóc lên. Sau lớn lên là nó dính, nó có cái số là tai nạn à? Vâng, đúng rồi, số tai nạn xe cộ này, tai nạn té ngã này, leo trèo này, tai nạn sông nước này, mệnh của nó kỵ rất nhiều thứ. Em cho mình đứa con gái là 28 tháng 1 năm 2014, đẻ vào lúc 8 giờ 40. Trai gái? Con gái. Đứa này thì xinh xắn, dễ thương, đẹp gái, công danh tốt, nhưng mà hơi lận đận tình duyên, dẻo mỏ, hơi lận đận tình duyên. Học hành là tương lai của nó là... Về vấn đề học hành của cháu à, hướng theo con đường học hành được, có đường học vấn, thi cử rất tốt, nên theo con đường học vấn hoặc nhảy ra kinh doanh buôn bán được. Đứa này thì lanh lợi, cuộc đời đứa này rất là khá, và quan trọng là lớn lên nó rất là xinh xắn, đẹp gái lắm. Đứa con trai thì hơi lận đận. Đúng rồi, vô cùng lận đận chứ không phải hơi đâu. Tại nếu mà thế là di cung hoán số là sẽ phải bước. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy đường bàn tay của mình như thế nào? Được. Riêng về mẫu bàn tay của chị à? Chị là một người khá cứng đầu. Một khi chị đã quyết cái gì đâu ai mà ngăn được. Kể cả ba mẹ chị đấy, hay cả chồng chị gàn đấy, không bao giờ ngăn cản được chị. Chị là một người quyết đoán, một khi đã bắt tay làm cái gì đâu ai mà ngăn được đấy, làm cho tới cùng thì thôi. Đường sinh đạo khá đậm, trẻ làm đôi về cuối, là người về cuối đời có phúc, có tài lộc đầy đủ, nhưng cuộc đời phải trải qua 2 đến 3 lần liên quan đến phá sản, bị thất bại. Đường trí đạo của chị tương đối là dài, nó thể hiện là người tính toán vô cùng kỹ lưỡng, chứ không phải là một người hời hợt đâu, lên kế hoạch tính toán vô cùng kỹ lưỡng đấy. Nhưng mà cái sự thành công đa phần kéo về cuối đời. Riêng với cái mẫu bàn tay này, nặng gánh gia đình, lo toan gia đình nhiều. Không chỉ lo cho gia đình nhà mình đâu, nhà chồng đâu, mà còn lo cho gia đình nhà mẹ đẻ nữa. Mình có ly lấy chồng rồi mình cũng vẫn phải lo ngược lại cho mẹ đẻ mình nữa, ba mẹ đẻ mình nữa, hoặc lo cho anh, cho chị, cho em ruột thịt mình nữa nhé. Nhìn cái mẫu bàn tay này thì nó nói là tuổi thơ của chị vô cùng vất vả, vợ chồng lấy nhau tay trắng, chả có gì trong bàn tay cả, lấy nhau bằng tay trắng, không có một cái gì nữa, tay trắng, vất vả vô cùng. Nhưng mà về hậu vận cuối đời cũng có nhà cửa đất đai. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian hiện tại đây, năm nay chưa ăn thua đâu, năm tới lại còn đen nữa, năm tới sẽ bao nhiêu cái tai họa, bao nhiêu cái khó khăn nó sẽ đổ ập lên đầu chị nữa. Chính là cái công việc làm ăn đấy, làm ăn nó cứ không giữ được tiền mà mình toàn phải đi vay vào. Và cũng chính điều này xảy ra, vợ chồng xung khắc, làm ăn không được, bắt đầu sinh ra vợ chồng bứt rứt rồi nói nhau, rồi sẽ dễ sinh ra mâu thuẫn vợ chồng nữa. Cái điều này nó hay đi chung, đi kèm theo. Giờ chắc chị cũng cảm nhận một phần nào rồi. Còn gì nữa không? Bên tay mình còn gì nữa? Tuổi thọ cao. Số này thọ lắm, 70-80 tuổi cơ. 70-80 tuổi. Vậy chị còn 30-40 năm nữa. Thọ mạng cao lắm. Rồi. Có thế thôi à? Công danh rồi, sự nghiệp rồi, tình duyên rồi, gia đình rồi, con cái rồi, tương lai sắp tới rồi, làm ăn nó như thế nào rồi. Đấy. Còn có thế thôi à? Đang tìm hiểu và làm bên mảng kinh doanh theo mạng về bên chăm sóc sức khỏe. Đấy thì bạn xem cho mình xem là mình theo cái con đường đấy có được không? Bốc vẻ bài ở đây thì thấy rất là mông lung, chưa thấy lợi lộc gì cả, rất là mông lung, chưa thấy một cái lợi nhuận nào thu về cả. Nó mới chỉ là đầu tư tiền ra, mình bỏ công sức ra thôi chứ chưa thu lại một cái gì cả. Nói chung là nó mới chỉ là, nó chỉ là lý thuyết thôi. Và đi theo con đường này em nghĩ là không bền. Không bền. Không bền. Không có thể bền được. Bốc cây bảy rô này,
nó nói là chỉ đi được theo một khoảng chốc lát ngắn thôi, mình chán mình nản mình bỏ. Bỏ là sao? Bỏ công sức tiền bạc tâm huyết vào, bỏ dở luôn. Vậy là mình theo con đường này là không được. Đúng rồi. Vậy có thể làm thế nào để mình, tức là mình thích thích làm cái công việc này ấy, thì mình hóa giải đi, thì hóa giải đi, vừa bảo di cung hoán số đấy, hóa giải tình duyên vợ chồng rồi hóa giải công việc thỉnh lộc làm ăn cho, để em cứu 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 cho chị, giúp đỡ cho chị vấn đề này. Vâng cái, tức là về vấn đề mình làm cái bên này ấy, thì mình làm về vấn đề tuyển dụng ấy, hơi khó khăn, hơi khó khăn, thì là có cách hóa giải. Đúng rồi. Vậy hóa giải thì theo thì phải làm như thế nào? Yêu cầu họ tên vợ chồng, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu, số điện thoại, sẽ làm để di cung hoán số và thỉnh lộc làm ăn cho chị. Nếu chị muốn thì gửi thông tin em sẽ làm cho, hóa giải cho. Vừa di cung hoán số nhé, lại thỉnh cả lộc làm ăn cho nữa nhé. Để công việc nó tốt hơn, thuận lợi hơn. Rồi hóa giải luôn cho cái mà tam địa sát vừa rồi em nói đấy. Cái tam địa sát mà xây nhà phạm vào tam địa sát đấy. Cả thằng con trai cũng... Không, thằng con trai là riêng. Muốn giải thằng con trai thì phải riêng. Bởi vì thằng con trai nào số mệnh của nó rất là nặng, phải làm một cái lễ riêng nhé. Thế thì nó tầm bao nhiêu tuổi thì giải được? Bây giờ có thể giải ngay từ bây giờ được, để phòng tránh tai nạn cho cháu, bởi vì số này cũng có số tai nạn nữa. Đây, cả nhà luôn. Đúng rồi. Còn con bé thì không vấn đề gì. Không danh, không được cái gì. Không có cái gì. Rồi. Bạn còn cái gì không? Hết rồi, công danh, sự nghiệp, tình duyên, nhà cửa, con cái, vợ chồng. Đã nói hết rồi. Nếu chồng mình thì là nếu mà làm ăn ở nhà là không... Đúng rồi, không ăn thua, cho ông này đi làm ăn xa thì tốt hơn. Nhưng mà ông có cái nghề đấy của ông rồi thì... Nói chung là em thấy chỉ có đi làm ăn xa thì tốt. Mình nên chuyển hướng đi làm ăn xa thì khá hơn. Mà ở dưới cằm của chị có nốt ruồi này. Nốt ruồi rất là hãm. Nằm ở vị trí đó rất là hãm, rất là xấu nhé, đi tẩy đi. Này là cái này này, và một cái này. Đi tẩy hai cái đi. Cái đó là nó chủ về thị phi. Chị hay bị người ta đố kỵ thị phi, nói xấu đặt điều, rồi hay bị người ta ganh đua đấy. Còn hai cái trên trán như mình xem ấy. Vất vả thôi. Lúc nhỏ vất vả thôi, cơ cực thôi. Tức là bảo kỵ bố, kỵ cha nữa mẹ. Đúng rồi, cũng hơi kỵ cha kỵ mẹ nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì cả. Kỵ nó đã kỵ rồi nhé. Tại vì mình thấy bạn là kỵ rồi thì có những cái lốt rồi đấy nên đi tẩy đi. Không, những cái đã kỵ rồi thì tẩy cũng vô ích. Còn những cái tương lai sắp tới này, cái nốt ruồi này nên tẩy này. Cái nốt ruồi này nên tẩy này. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, suy nghĩ gì thắc mắc nhắn tin nhé. Chào chị.